Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin bóng đá Việt. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ tư của mình trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Và lúc này mọi tin tức về các chàng trai áo đỏ đang được người hâm mộ tại quê nhà hết mực quan tâm. Những hình ảnh mới nhất được đội ngũ phóng viên của FPT Play gửi về từ đất nước Oman trong cuộc trả lời họp báo trước khi trận đấu này diễn ra của ông Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải đã được chúng tôi chuẩn bị và mang đến quý vị ngay sau đây. Và một lần nữa chúng ta sẽ thấy phong cách trả lời họp báo của ông Park cũng chất như phong cách ông chỉ đạo trên sân vậy. Vào chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tham dự buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman tại lượt trận thứ tư, vòng loại thứ ba World Cup 2022 đường đến Qatar. Trả lời báo giới, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra không thật sự hài lòng khi được hỏi về điều kiện tập luyện tại Oman, cũng như là áp lực từ những chỉ trích dành cho các học trò sau thất bại trước Trung Quốc ở lượt trận vừa qua. Sân bãi cũng được, tuy nhiên các sân tập của chúng tôi không có hàng rào và che chắn xung quanh. Chúng tôi tập chiến thuật sẽ không thuận lợi. Ở Việt Nam, có khá nhiều luồng phê phán chúng tôi, đặc biệt là sau trận đấu với Trung Quốc, tôi sẵn sàng nhận những luồng phê phán đó. Tuy nhiên, nếu chỉ trích hướng tới cầu thủ và trợ lý, thì tôi thấy không thỏa đáng. Tôi không đồng ý. Tôi không hiểu tại sao ông Hiển lại nói tôi bảo thủ. Tôi có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ đánh giá về chiến thuật của tôi không phải là việc của câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như nói cách dùng người của tôi trên báo chí, thì tôi nghĩ đó không phải là phép lịch sự. Về phía đối diện, huấn luyện viên Branko Ivankovic của đội tuyển Oman không hề cho thấy dấu hiệu của sự xem thường đội tuyển Việt Nam, mặc dù các học trò của ông được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam từ năm 2019 và họ là một đối thủ rất mạnh, có những bước tiến lớn. Tôi đã nghiên cứu 3 trận, họ không có chiến thắng nhưng họ xứng đáng có được một điểm trước những đối thủ này. Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam, trận ngày mai sẽ rất khó khăn và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình để có được chiến thắng. Sau buổi họp báo này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chuẩn bị bước vào buổi tập cuối cùng trước khi chính thức so tài với đội tuyển Oman vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10. Như quý vị cũng thấy hình ảnh của Quế Ngọc Hải ngồi trả lời họp báo rất tự tin và chúng ta cũng nhận được một tin mừng là thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam đang rất sẵn sàng ra sân sau những hoài nghi về chấn thương mà anh mắc phải trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Đó là một trong những thông tin mới nhất về quá trình chuẩn bị của cả hai đội trước giờ bóng lăn. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập thứ hai trên đất Oman vào chiều tối qua với nhiều sự hứng khởi và tích cực hơn so với buổi tập đầu tiên. Sự phàn nàn về chất lượng sân tập đã được phản hồi khi thầy trò Park Hang-seo được chuyển đến một sân tập mới ngay sát đường cao tốc Muscat với cơ sở vật chất, mặt cỏ và hệ thống ánh sáng chất lượng hơn rất nhiều. Đồng thời, tin vui về mặt lực lượng cũng đến với các chiến binh sao vàng khi Quế Ngọc Hải đã không còn tập riêng với trợ lý Lee. Theo ghi nhận từ phóng viên hiện trường của FPT Play, đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng đã hoàn thành toàn bộ giáo án cùng với các đồng đội. Về mặt tinh thần, toàn đội tỏ ra vô cùng thoải mái. Trong đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng đại diện gửi gắm mong muốn người hâm mộ hãy tiếp tục đồng hành cùng với đội tuyển trong mục tiêu hướng đến một kết quả tích cực trước Oman. Thực ra trải qua từng trận đấu thì toàn đội đều cố gắng hết tất cả sức mạnh và sức lực của toàn đội để muốn được có những cái thành quả tốt nhất. Nhưng mà cũng mong là mọi người ở nhà cũng như mọi fan mình thì đội tuyển thì phải luôn động viên và có cái tinh thần tốt nhất để ủng hộ đội tuyển. Mặc dù mọi người biết là vào trong này rất là khó khăn nhưng mà luôn ủng hộ tụi em để tụi em có những cái tinh thần cao nhất và để cố gắng từng trận có điểm dành cho người hâm mộ. Ở bên kia chiến tuyến, bài toán lực lượng sẽ khiến huấn luyện viên Branko Ivankovic phải đau đầu khi đội chủ nhà sẽ chắc chắn không có được sự phục vụ của Zahir Al-Akbari do mắc phải chấn thương vai trong trận thua 1-3 của Oman trước Australia. Đây là một trong hai cầu thủ duy nhất của Oman thi đấu ở nước ngoài. Thực tế, trước khi phải rời sân bằng xe cứu thương, Al-Akbari là ngòi nổ nguy hiểm giúp Oman khiến cho Shokru phải mướt mồ hôi. Ngoài trường hợp của cầu thủ mang áo số 8, Oman nguy cơ mất thêm hai trụ cột khác là Mohsen Al-Ghassani và Al-Munhir Al-Alawi. Cả hai cầu thủ này đều gặp những vấn đề khác nhau sau trận thua Australia và đang phải tập riêng trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Oman. Đây là một trận đấu mà không chỉ đội tuyển Việt Nam, đội chủ nhà Oman cũng rất kỳ vọng. Thế nên họ đã tăng thêm phần trăm công suất của sân vận động phục vụ cho trận đấu này. Các khán giả có thêm cơ hội vào sân. Điều đó đồng nghĩa với việc các cổ động viên của Việt Nam tại Oman và các nước láng giềng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ có thêm cơ hội đến sân để cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ.
Thông tin này cùng với các thông tin đáng chú ý khác cũng sẽ khép lại thời lượng của bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho chúng tôi và xin hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai. Liên đoàn bóng đá Oman OFA đã tăng thêm 20% công suất sân nhà trong trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 12 tháng 10. Sân Sultan Qaboos có sức chứa 34.000 chỗ ngồi, sẽ được phép đón tối đa 17.000 cổ động viên. OFA tăng công suất sân để hạn chế tình trạng đầu cơ vé. Việc này đã diễn ra trước trận Oman gặp Ả Rập Xê Út và khiến cơ quan này phải tìm cách giải quyết. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé. Người mua phải có thẻ cư trú, giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. OFA khuyến cáo khán giả nên đến sân sớm. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng khuyến cáo cổ động viên cần tuân thủ các biện pháp y tế theo hướng dẫn của ban tổ chức địa phương. Hai trọng tài quen thuộc là Mohamed Touma và Ali Sabah Al-Qaisi sẽ tham gia điều khiển trận đấu giữa tuyển Oman và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Vị trọng tài chính Mohamed Touma rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi đã điều hành trận đấu mà tuyển Việt Nam thắng Đài Loan với tỷ số 4-1 tại vòng loại World Cup 2018, hay điều khiển trận U23 Việt Nam thắng đội U23 Brunei với tỷ số 6-0 tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2020 trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, một trọng tài quen mặt khác cũng tham gia điều khiển trận đấu là ông Ali Sabah Anday Al-Qaisi, người phụ trách công nghệ VAR. Trước đó, ông đã từng phụ trách tổ VAR trong trận đấu mà tuyển Việt Nam thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-3 ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chính ông đã thẩm định tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau đó trung vệ này phải nhận thẻ vàng, còn đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Ngoài ra, ông cũng là người từng điều khiển trận chủ nhà UAE thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu đầu tiên trước giải đấu với đối thủ là U22 Tajikistan vào lúc 21 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam trên sân The Seven ở Dubai. Cuộc chạm trán đối thủ Trung Á được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022 của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Do huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Oman ở vòng loại 3 World Cup 2022, người chỉ đạo U22 Việt Nam ở trận tối nay sẽ là trợ lý Kim Han-jun. Trong bối cảnh U22 Việt Nam chưa có trận giao hữu quốc tế nào thời gian vừa qua, việc đối đầu với thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Tajikistan ở thời điểm này sẽ mang đến những trải nghiệm quý báu cho các thành viên của U22 Việt Nam, nhất là khi không nhiều cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại có những cơ hội thi đấu thường xuyên ở V-League. 6 ngày sau, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Kyrgyzstan trước khi di chuyển sang chính quốc gia này để đá trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2022 với Đài Bắc Trung Quốc vào ngày 27 tháng 10. Họ từng đánh bại Nhật Bản và khiến Australia mướt mồ hôi. Nhưng chúng ta đến Oman với quyết tâm có được điểm để đáp lại niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á đường đến Qatar, Oman, Việt Nam. Bình luận trước trận 22 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.